Hello anh Vũ, hello quý vị và các bạn. Thì trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ được gặp trao đổi với anh Vũ. Anh Vũ hiện là giám đốc công ty Tiến Phát số 8 và anh Vũ cũng là kỹ sư xây dựng nhiều năm. Chào anh Vũ. Thì hiện nay có khá nhiều anh chị khi mà mình bắt tay mình xây dựng nhà thô, phần thô không hoặc là xây nhà trọn gói đều gặp cái trường hợp là phát sinh thêm chi phí khi mà nâng nền lên. Như anh thì anh theo anh thì bây giờ cái chi phí đó có hợp lý hay không, và anh có thể tư vấn giúp mọi người. Thường mà cái chi phí mà để chúng ta nâng nền nhà nó đã bao gồm nằm ở trong cái thỏa thuận ban đầu, cái giá đơn giá trọn gói hay đơn giá phần thô rồi, nhưng mà nó cũng theo sát cái đề thiết kế của ta, đó, và nó cũng phải đúng theo cái giấy phép xây dựng mà nhà nước đã cấp cho ta, là cái mặt nền nhà của chúng ta so cao hơn so với cốt ngoài đường ngoài như thế nào rồi. Nếu chúng ta có nâng cao quá thì nói chung là về mặt pháp lý thì chúng ta cũng sẽ bị có vấn đề với lại cơ quan chức năng. Và cái chi phí mà nâng cái nền nhà lên như vậy thì họ cũng đã tính toán trong cái chi phí mà báo giá chúng ta rồi. Nhưng tuy nhiên nó lại có cái vấn đề xảy ra như thế này, là cái nền nhà hiện hữu trước khi chúng ta xây nó nằm thấp quá nhiều so với mặt đường, có thể là cái nền nhà nó đang thấp hơn mặt đường cả mét. Thì đối với nhà thầu có kinh nghiệm thì ngay từ đầu họ đã tư vấn với chủ nhà là cái khối lượng mình nâng nền nó như thế nào, và họ cũng sẽ tính luôn bao gồm trong cái chi phí mà họ báo giá rồi. Nhưng mà với nhà thầu ít kinh, nhưng ngược lại đối với những nhà thầu mà họ lại quên đi cái vấn đề xử lý cái khối lượng mà nâng nền đó, thì sau khi mà họ thi công thì lúc đầu họ sẽ đòi hỏi phát sinh. Thì thành ra là để tránh cái trường hợp mà phát sinh đó thì ngay từ đầu chúng ta cũng phải nên thỏa thuận với lại nâng nền đó. Mà tuy nhiên Vũ nói là cái đơn giá mà thông thường chúng ta hay nhận dù phần thô là 3,1 triệu hay là chìa khóa trao tay là 5,2 triệu, thì hiển nhiên trong đó nó cũng sẽ có khoảng là 4 đến 5 tấc cái khối lượng mà sang lắp cái nền của chúng ta rồi. 4-5 tấc ra là thí dụ mà nhà thầu mà có cái vấn đề mà tính xem phát sinh chi phí đó thì chúng ta cũng nên biết là trừ khi là cái vấn đề mà sang lắp đó nó vượt cái 4-5 tấc đó, thì nói chung thì chúng ta cũng nên hỗ trợ chia sẻ cái vấn đề mà kinh phí đó với nhà thầu. Nhưng mà nếu mà chúng được thì chúng ta cũng thể thương lượng nhờ họ giúp đỡ chúng ta luôn, coi như cái phần đó là cái phần mà họ hỗ trợ giảm giá chúng ta để tránh cái vấn đề mà tranh cãi sau này về vấn đề đó. Ok, cảm ơn anh nhiều. Nhưng mà về quan điểm của mình á, thì đối với chủ nhà thì chỉ muốn khi mà giao thầu thì muốn là cho xem như là xong hết luôn, nhà thầu sẽ lo hết tất cả cái phần đó, và bản thân mình xây nhà mình cũng muốn cái chuyện đó. Vậy thì qua câu chuyện của anh như vậy thì đứng ở góc độ của mình thì mình hiểu như thế này: khi mà nâng nền lên, thứ nhất là không phải mình muốn nâng thì nâng, mà nó phải được nhà nước cho phép, tức là mình xác định ngay từ đầu ở trong cái bản thiết kế. Bản thiết kế đúng không anh? Bản thiết kế và bản giấy phép xây dựng. Xây dựng và mình phải xác định ngay cái chuyện đó từ đầu. Và thứ hai nữa là mình cần làm rõ với nhà thầu ngay ban đầu là cái tiêu chí mình nâng nền như thế này là đã bao gồm, mình nói rõ nhà thầu là bao gồm tất cả các khoản đó, bao gồm chi phí nâng nền luôn. Bao gồm chưa luôn. Đúng rồi. Nghĩa là dù quý vị cần nhớ là phải thỏa thuận ngay từ đầu việc này để tránh việc phát sinh. Tránh phát sinh sau này. Ok. Đôi khi cái việc này rất là đơn giản, rất là nhỏ, nhưng mà mình chỉ cần sơ ý một chút xíu nó sẽ phát sinh ra những vấn đề mà nhiều khi sau này nó nhà thầu triển khai thì họ bị lỗ. Ví dụ như vậy, không do không có hiểu rõ nha, từ đầu lỗ mà chủ nhà thì cứ nghĩ rằng cái chi phí này đã hợp lý rồi, thì hai bên lúc ấy ảnh hưởng tới việc công trình tranh cãi với nhau. Đúng rồi. Gây là cái sự ức chế cho cả hai bên. Thì nó cũng có lại một cái thắc mắc mà chủ nhà hay gặp như thế này nữa. Rồi bây giờ là tôi muốn nâng nền nhà, bây giờ tôi nâng bằng cái vật liệu là cát hay là tôi nâng bằng cái vật liệu là xà bần? Cái vật liệu nào nó tốt, nó không gây lún cho nhà tôi đó, thì nay Vũ cũng sẵn dịp Vũ cũng muốn chia sẻ với các bạn luôn. Nói chung là khi mà cái nền của chúng ta vào cái công đoạn mà sang lắp nên có, thì hầu như là lúc đó thì công trình của chúng ta cũng đã được bao che về những cái ranh hết rồi, thành ra cái vấn đề mà để cho cái nền đất đó nó có thể mà nó trôi ra khỏi công trình thì vấn đề đó chúng ta đã khắc phục rồi. Thành ra là chúng ta nâng bằng cát sang lắp hoặc là chúng ta nâng bằng xà bần thì cái biện pháp nâng, cái vật tư, cái biện pháp nâng nào nó cũng tốt, quan trọng là cái nhà thầu đó họ có làm công tác đầm nén kỹ hay không. Đó, và cái vấn đề nữa thì
Vũ cũng khuyên là chúng ta nếu có điều kiện thì chúng ta nên san lấp cái nền của chúng ta bằng xà bần. Xà bần. Nhưng mà xà bần nó cũng phải sạch sẽ, nó không có rác lớn gì đó. Yeah. Thì tại sao mà chọn xà bần? Thứ nhất là cái chi phí của nó cũng sẽ vừa phải. Vấn đề thứ hai thì khi chúng ta làm nâng san lấp bằng xà bần thì cái vấn đề mà đầm nén của chúng ta sẽ nó sẽ đơn giản hơn nhiều so với vấn đề mà chúng ta san lấp bằng cát. Còn nếu chúng ta san lấp bằng cát thì cái công tác đầu tiên chúng ta cần phải xử lý đó là chúng ta cho cái nền cát nó ngâm trong nước thật là nhiều. Okay. Thậm chí ai nói cho nó dễ hiểu là cho nó ngậm nước. Ngậm nước. Chúng ta cứ để cho nước nó chảy lên láng ở đó, chừng nào khi mà nước nó sình lên, nó nổi lên luôn thì chúng ta hãy bắt đầu lên công đoạn là chúng ta đập nén nó. Cảm ơn anh Vũ. Cảm ơn anh đã tham gia cái chương trình hôm nay. Thì thông qua câu chuyện hôm nay, nếu mà tất cả quý vị và các bạn đang có nhu cầu xây dựng hoặc là sắp tới có nhu cầu xây dựng thì anh Vũ với kinh nghiệm của anh, mình tất là anh có thể giúp các anh chị mình tư vấn về tất cả những vấn đề về xây dựng, trong đó bao gồm cả những vấn đề pháp lý. Cảm ơn anh và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian thêm nghe chương trình của mình. Rồi, mến chào anh, mến chào quý vị.